Sau gần 30 ngày cách ly, hôm nay gần 100 cụ ở Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi Tuyết Thái đã có thể thoải mái giao lưu tâm sự. Các cụ rất vui vẻ khi chơi trò câu cá. Cụ ngồi cả tiếng thử thách sự kiên trì với những con cá nhựa. Trò chơi câu cá đưa các cụ về với tuổi thơ, nơi con sông quê hương. Cụ thả mình vào làn nước trong và những con cá bơi lội. Chú ý nhiều hơn, tay mình khéo hơn. Lúc đầu thì không được con nào, nhưng mà sau thì cũng được mấy con liền. Chiếc điện thoại là phương tiện duy nhất để các điều dưỡng ở đây kết nối với gia đình. Bắt buộc phải ăn ở tại trung tâm, người ít nhất một tháng không được về nhà, người nhiều nhất là 3 tháng. Nén nỗi nhớ con thơ, vợ dại, cha mẹ già, những cán bộ điều dưỡng đã nỗ lực hết mình thay gia đình, người thân, chăm sóc các cụ chu toàn. Trước đây là làm một thì bây giờ phải làm tới 5-6 cơ, làm liên tục tì luôn. Mà phải chỉ đạo cho nhân viên y tế của mình làm thế nào, rồi cái như giờ giấc tăng lên, không có kể giờ giấc, làm xong công việc chứ không phải xong giờ. Đây cũng là một cái để cho chúng tôi như những con chim được tung cánh sổ lồng, rất hạnh phúc là được đi lại, đồng thời là cũng để xả stress. Bên cạnh đó thì gia đình cũng vẫn chưa được đến, bởi vì chúng tôi vẫn muốn là có một khoảng cách. 60% trên tổng số gần 100 người cao tuổi không thể vận động bình thường. Chỉ còn lại 60% cán bộ điều dưỡng ở lại làm việc. Vậy mà các cụ đã vượt qua 30 ngày cách ly một cách bình yên. Không thể nói hết được sự vất vả, áp lực của đội ngũ cán bộ điều dưỡng. Nhưng nhờ tình yêu thương đùm bọc giữa cán bộ tuyến đầu và người cao tuổi, họ đã kết nên những vần thơ hay cho đời trong những giờ khắc gian khó ấy. Trung tâm dưỡng lão ấm nồng, mẹ cha ở mãi, lòng không muốn về, nơi đây mát mẻ, thôn quê, tình người chân thực, tràn trề, yêu thương.